Trời ơi, bông bông giấy nè quý vị ơi, cái màu thích quá. Bà đi bà coi chừng bà lạc nha bà. Cái gì vậy? Ăn bậy đi ông bà. Đâu? Ở trái đâu? Trái đó hả? Ở đằng kia kìa. Đất rồi. Ăn tha hồ luôn. Hôm nay ta trồng chơi được. Đi nè, đi đâu con. Cái này là hồi chưa tỉa nè chị. Biết mấy con bà bao không? Là người ta để tự nhiên. Ừ. Đi đâu con. Nè con rửa gốc cây đi mà chụp chứ. Đúng rồi. Cái gì? Cái gì vậy? Bỏ sầu căng xuống. Say quá. Cưng ghê không? Con gì? Thôi đi ra còn gì nữa đâu? Còn gì? Bông sen hả? Đi theo con. Hôm nay mình đi có hướng dẫn nha. Có một em bé hướng dẫn đi. À, hướng dẫn viên du lịch để dẫn mình đi vô trong cái nhà thờ ở Bình Đức. Ta áo màu cánh sen mà kêu áo đỏ sao người ta chịu? Trời ơi sen đẹp quá. Con đừng có leo qua đó nha con. Xem qua chị cảm. Ở đây có con gì ta? Con. Nghe gì không? Nghe gì không? Con trai vô đây con. Vô đây. Nhìn lên. Nè. Có mướn giáo viên du lịch vậy. Ủa cái này chùa. Chùa mà. Chùa chứ không phải nhà thờ. Chùa Cao Đài. Ờ vậy mà nãy giờ nhìn nói nhà thờ má ơi. Ở đây ở trong cái hồ này có một con quỷ quái. Con gì? Bự lắm. Không, bự lắm. Bự cỡ như vậy nè. Sen này nó bị sâu rồi nè, nếu không xịt là nó hư luôn thôi sen này nè. Sen ghê. Ờ nó bị sâu rồi ha. Sâu mà. Rồi vô chưa? Được chưa? Ở đây còn chỗ nào ở nữa không? Con gì nữa kìa. Nó... Con gì? Con gì kìa? Không, con à, nó có gì con thủy quái nè, nó có con thủy quái ở dưới. Nó bự cỡ vậy nào. Nào con nói gì đó. Rồi hai Linh bye bye. Hello kết thúc video ngày 12 tây. 12 tây tháng 2 năm 2022. Nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ở đây nè, trong cái hồ đây rồi. Nó nói bảo đi trước. Bảo chị Lon sao nó không chịu, nó không phải áo đỏ, nó thường áo hồng. Áo hồng chứ phải áo đỏ mà. Tôi chị cảm áo đỏ nó không chịu cái đó. Áo hồng màu đỏ là người ta hay khác. Đó nó kiến vô rồi. Rồi hai Linh bye bye, chúc cả nhà luôn vui khỏe an lành và hạnh phúc quý vị ơi.